Anh muốn đi vòng nữa. Con muốn đi vòng nữa. Đi nữa. Chắc là sắp tới anh kia sẽ đi mua xe đạp điện. Về vào sang khác mua xe đạp điện chở về Long Mỹ Sơn. Con muốn đi nữa. Đi nữa thì phải gạ em mà. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux pas revenir. Vẫn là con chưa muốn quay về. Partir pour aller où? Thế cậu, thế em cho đi nữa thì con làm thế nào? Cho anh đi vòng nữa đó. Il faut pas arrêter. Em mệt rồi con, em mệt rồi. Em mệt rồi. Veux partir encore? Tu veux papa te faire partir? Thế ai? Ai cho con đi? Copain nào? Con chỉ copain nào? Copain nào? Con chỉ. Ê, không ngã, không ngã. Con chỉ copain nào? Con muốn copain nào cho con đi chơi? Thế em Nam cho con đi chơi nhá. Em Nam, em này cho con đi chơi nhá. Thế em nào? Em Hiếu á? Em Hiếu á? Thế thì con phải gọi Hiếu ơi. Anh Việt Nam muốn đi chơi nữa. Cho anh Việt Nam đi chơi với. Cháu cho em đi thêm, cho anh đi thêm vòng nữa. Kìa em đi kìa, em cho đi kìa. Kìa em Hiếu đi rồi kìa. Sơn ơi Sơn. À, đi đâu? Gọi luôn. Sơn ơi, cái áo đỏ đỏ của mày mới mua. Con đi với em không? Tại sao không? Tại sao không? Ê, 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 tay mẹ cầm rau, tay mẹ cầm rau con. Con lên với em đi, em cho con đi đấy. Em cho con đi nữa đấy. Cho con đi đi. Con lên với em đi. Không, em đi mất giờ. Em đi mất giờ. Rồi nhanh nhanh đi ra với em, không em đi mất. Em quay đầu xem đi mất rồi kìa. Em quay đầu xem đi mất rồi kìa. Chị vừa pư. Tại sao chị vừa pư? Tại sao con không muốn đi nữa? Con dỗi à? Con dỗi với em à? Vì đang dỗi với em à? Vì đang ơi vếch xế. Vì đang ơi vếch xế. Thấy không? Em đi kìa. Thôi rồi em đi rồi. Em đi rồi. Em đi rồi, bây giờ con làm nào? Giờ con làm nào? Con chạy ra con tìm xem em đâu. Chạy ra tìm xem em đâu. Cảm ơn em Hiếu chưa? Merci em Hiếu chưa? Đấy, merci em Hiếu, ok. Ôi ôi, nó nịnh bằng được Hiếu.